Chào tất cả các bạn thân mến. Vân rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Lịch phát sóng vào kênh YouTube của Vân vào 8 giờ tối hàng ngày trong tuần. Mời các bạn hãy chú ý đón xem nhé. Và để có thêm những cái câu hỏi thì các bạn vui lòng comment vào cái đường link fanpage Thanh Vân DPDS ở phía dưới. Vân sẽ hỗ trợ và giải đáp hết cho các bạn trong những câu hỏi đó. Và trong chủ đề ngày hôm nay, Vân sẽ chia sẻ cho các bạn 3 trường hợp chuyển nhượng đất không cần sổ đỏ. Các bạn thấy ngạc nhiên không ạ? Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những cái điều kiện bắt buộc để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Song với 3 trường hợp sau đây, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tặng sẽ không cần đến sổ đỏ. Thứ nhất, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng đất tại Việt Nam nhưng không thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Khoản 3 điều 186 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 điều này thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế. Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đó, nó có những cái mục riêng rẽ ra như vậy. Như vậy, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở, không được cấp sổ đỏ đối với đất đã nhận thừa kế. Tuy nhiên, họ được đứng tên là bên chuyển nhượng khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất đã nhận thừa kế. Thứ hai, người nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, điều 168 Luật Đất đai năm 2013. Điều 168 quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất. Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tiếp theo, đối với người được nhận quyền sử dụng đất thông qua thừa kế, kể cả trường hợp thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật, thì được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp này, cả người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng đều phải kiểm tra xem đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Tại điều 99, 100, 101, 102 Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ ba, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, khoản 1 điều 168 Luật Đất đai năm 2013 quy định. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất. Do đó, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn cùng với hộ gia đình, cá nhân khác sẽ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Và trên đây, Vân đã chia sẻ cho các bạn 3 trường hợp chuyển nhượng đất không cần có sổ đỏ. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã lắng nghe video đến giây phút cuối cùng này. Và các bạn có những câu hỏi gì, vui lòng hãy tương tác, comment vào cái đường link fanpage Thanh Vân BDS ở phía dưới để cùng Vân hỗ trợ giải đáp các câu hỏi đó cho các bạn. Và để tăng thêm cái lượt tương tác của video này thì Vân mời các bạn hãy bấm like video, hãy bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ bên tay phải để cùng nhau cập nhật chuỗi thông tin chia sẻ về giao dịch các loại đất nền đất biển. Và hãy cùng Vân chia sẻ video này tới nhiều người hơn nữa để cùng nhau cập nhật những thông tin hữu ích và giá trị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối hàng ngày tiếp theo. Cảm ơn các bạn.